128 triệu, 68 68 68, lần 3. Đây là chương trình đấu giá bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió này với một mức giá không tưởng. Vâng, và các bạn đang được xem một buổi đấu giá tranh gỗ để gây quỹ từ thiện ở xây trường học cho các em vùng cao do lớp Hà Nội 7 thuộc Group Quản trị và Khởi nghiệp phối hợp cùng với tổ chức JCI để tổ chức ra cái chương trình này. Và cái cuộc đấu giá có cái sự dẫn dắt hết sức là thu hút và rất là sôi động của Sắc Hưng. Những ngọn sóng vừa tạo cho chúng ta những cái sự khó khăn, nhưng những ngọn sóng cũng là tạo cho chúng ta cơ hội. Em trả 99.990.995. Bây giờ là 167.890.000. 167 triệu. Đã vượt qua 155. 188 68 68 68 68. Rồi 188 68 68. 188 68 68. 128 triệu 68 68 68. Lần 3. Và cuối cùng thì lớp HL7 đã quyết định đấu giá thành công tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió này với một mức giá không tưởng. Và các bạn hãy thử đoán xem mức giá đấy là bao nhiêu. Vậy thì tôi xin bật mí mức giá là 228.686.868 đồng. Và bên cạnh đó thì Sắc Hưng còn tiếp tục để thêm 10 triệu vào nữa để ủng hộ cho chương trình. Và dù là mức giá nào thì tất cả chúng tôi cũng đều rất là hân hoan với những cái tấm lòng mà mọi người đều hướng tới. Việc xây trường học cho các em bé ở vùng cao đều thực sự là cảm thấy rất là vui. Và chúng tôi đã góp ích được những cái công việc cho xã hội và hy vọng rằng tranh gỗ Bùi Gia sẽ còn tiếp tục được thực hiện những cái tác phẩm đẹp và ý nghĩa như thế này nhé.